ba cô chú anh chị các bạn. Chào cả nhà. Bữa nay á thì ghé nhà bà Hai, cái nhà thím Ba thì dưới bác Chính nha, có chặt lá nè để mà làm bánh gói phơi mì ở cái nhà ai. Đây là phơi mì nè, cái này là của em bác Chính hả bác Chính? Chị bác Chính. Chào à. Cái nhà cho nên là tiện dụng để mà mình làm bánh gói phơi mì nhân chuối mình bán nha. Đây bên bố thì nhiệm vụ ép ép cho đẹp. Ép chuối. Còn hai với bà Hai với ba thì lau lá nha, để xếp lá. Bên đây thì cũng bào xong rồi nè, mấy bà với lại mấy cô cũng bào xong hết rồi. Bây giờ là tiền sẽ trộn nha. Giờ trước tiên thì sẽ cho muối vào trước. Đây. Muối. Cho đường. Đây là được. Có đếm không hai? Mấy con hai dọn đều lên 20 cái đấy ha. Là bột, bột này là bột năng. Cho hết vô luôn. Không biết học hay nha. Hay bảy nhỉ. Rồi trộn đều lên nha nhà ơi. Rồi cho nước vô luôn. Cái này thì mình làm mềm chừng nào ngon chừng nấy. Nhiều đó chính. Nước này á, là cái hao này là nước nãy là mình dắt ở cái nhà để cho nóng, nó đóng lại rồi bắt đầu mình lấy cái phần bột ở dưới á, mình trộn vô cho nó dai. Nó chính này. Hai nó được không hai cái đó lá trên lá trong được không? Này. Ừ, cho nó trong đi nha. Nó trong thiếu rồi. Nó ngoài nhiều. Mày vàng này cái nhân chuối mình đỏ ha. Cái nước cốt mình trắng nữa ha, đổi lên ba màu đó. Rồi, cho thêm hai chén nữa. Nhiều đi, tại như nè nó cần phải mềm. Cái bánh mình nó ngon. Ừ, nhão nhão đi. Nó mềm đó. Mềm nó ngon, nó cứng ngắt ăn. Cứng ăn nó ngon. Chén nữa đi. Còn lá xấu nữa không? Ừ. Không mà cả tiền sẽ ở phần chuối luôn nha cả nhà. Mỗi cha mỗi cái lần miếng chuối nữa phải không ba? Ừ, này là ruộng nha, để vô làm cho sỉnh. Nó giỡn cho nó đỏ cả nhà. Đỏ chuối cho muối vô. Bốt dặn ra cái giùm con cái bốt. Rồi, cảm ơn bốt mạnh quá. Trời. Nó mà đưa muối. Rồi nè. Rồi tiền sẽ cho đường vô mình ướp. Cái này mà có đường chảy là ướp ngon nha cả nhà. Mình không có đường chảy mình này sẽ ướp đường cá để chí rượu. Không có đường chảy có đường khô được. Đường khô mất rồi. Bây giờ là mình không có chơi mà mình lấy được sốt đi. Đường khô thì lá vô đi. Để có đường khô không? Thôi mà rượu à. Một tí giờ lại nó lên, chọn nó qua luôn cho nó dẻo, nó dai nó ngon. Tiếp đây nữa mà gói thì banh sữa lại nha. Mình làm đi, ngồi gói sữa. Mà làm sữa quýnh rồi đó. Như bà mới gáy nha, tay nhớ chuyện nha. Tay tiền gói kia, gói mà để đi thân sữa để đi chiên lặng rồi. Gói có dòm lá lú sao mà nó gói chứ. Cái này mình gói là mình bắt nồi nước lên trước được rồi đó. Nhưng mà mình gói là mình bắt luôn. Xong mình gói lên cho sôi, cho mình gói mình thả vô nắp luôn rồi. Xong hết trơn rồi, giờ quay ngang gói là mình hấp nha. Ôi, muỗng mini. Muỗng cái mini của em nó dài dài. Hấp xong là mình bán luôn á. Nữa, lấy muỗng nữa. Muỗng thôi, cái muỗng thôi. Ừ. Đến thôi, để em bán cho lời chút. Bán cái này bự lắm rồi đó. Của hai nhiều lắm rồi đó. Dày lắm rồi. Ừ, ít hơn của hai, hai bút hơi nhiều. Cắt ra cho nó mỏng mỏng. Cái còn nở nữa hai. Gì nè, ớt qua. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy à? Lấy à, mình lấy cắt ra nấu đi. Này cán cho nó thiệt là mỏng ra ha. Mỏng đi, để lên cái đập. Cái này ốc vô luôn hay là lật
vô, úp vô, úp miếng vô luôn. Ừ. Nó đẹp. Mì vàng như bánh chả. Đây, cũng bự lắm chứ bọn ha. Trộn lên nha, có đường bột ngọt đường vô cho vừa. Chín bây giờ chín đi bắt cái nồi nước rồi. Rồi bắt rồi, bây giờ còn chúng ta bắt rồi. Giờ đầy sửng là lên thấp. Giờ đầy sửng là lên thấp. Bây giờ có ai người đó làm đi cho dễ để mấy công chuyện tới chuyện lui gớt nữa. Đi làm đi. Không tới. Rồi có chuyện lái ra ngoài. Đây bà ba ơi, nhớ gói đều tay nha, để cái bự cái nhỏ cái bắt đầu cái người ta chơi á. Cái bự ra rồi, ta lấy cái bự không à. Ta mua ta phân bì đó. Mình lấy cái nhựa cái nhỏ anh bác. Tức gì đâu. Gì đâu á. Cũng gì đây. Chai sữa luôn. Vậy đó nó mới mềm cái bánh. Tại cái bự thì nói mà ta ghét. Mềm lắm. Này mình hấp cũng lâu lắm nha. Nửa tiếng. Mình có bự bự cho em mấy em nhỏ nữa ha. Nó nói bà học chậu bán ghéo quá cái bự quá bự. Bự quá bự. Nè lấy muỗng nhỏ nó múc qua để thôi cái muỗng bự cái nó nhiều. Cho muỗng ấy. Nó vừa. Nó đều lửa thôi mà. Ừ. Vừa thôi. Vừa thôi. Chứ nay nó thấy bự cái múc cậy một nhiều là lấy nhiều nha. Chứ không có thêm bớt thì nha. Không vậy do người múc á. Không cho bỏ gà phải không? Cho bỏ gà. Lấy cái chén để gà cái bự khác không ra đựng cái nữa mà. Đẹp quá. Cho miếng chuối cài ngột nó sai trong mình gom luôn nên là tôi làm cho bà không mình gói không kịp luôn gói không được chứ tặng nó đó không được gói không được cho bà nó chưa cái bành cái chuối xong đó là không nữa ta thêm nào có hai cái bọt ai ai biết ngồi cái chăn chỗ đó chuối thôi ai biết ngồi cái chăn chỗ à có lựa chăn chỗ mình
cái nhỏ cái ba đó là ra cho bà hai lên dẫn coi lên ra rồi nhỏ đi nhỏ sợi bớt ra ba không có ngủ gì đâu. Cái này là phải cho miếng chuối, đừng có ấy nghe, khi mà chặt cái bánh ra là thấy cái miếng chuối luôn mới đẹp. Thấy clip đừng có cho chuối. Thấy clip thấy nghe chưa? Không có châm mà. Một là thấy cái mì cho rảnh luôn. Tới đầu cũng thấy hết trơn. Lột cái giá tô chả đây. Giá đó. Chả đó. Lấy. Đây. Phải để màu nha. Nó vàng vàng cái chuối đỏ. Đó, thấy đẹp chưa? Đây. Chưa. Bánh mì khen. Bánh mì dữ. Ba cái đồ bánh mì kỳ. Làm không ai khen ngồi kỳ. Trời ơi, không ai khen, người ta khen ơn. Đúng khen. Cái đó quá. Trời ơi, ta đó rớt nữa. Không ai khen Út chơi. Đó. Thiếu chuối không nghe. Dạ, để lên hấp luôn. Nước nó sôi nghe cả nhà, mình hấp bột sửng trước đi. Nước nó sôi luôn. Còn đó lát mấy người làm nữa hấp chỉ sao. Đây mình chuẩn bị hấp đậy lại. Bà xin quà tôi đi rồi, nghỉ xin đi. Xin không ai cho hết trơn. Này lấy chuối thêm quá, bột còn nhiều ha. Thêm vậy. Hả? Thôi. Được không? Đủ không? Đủ thì... Hấp bánh không? Hấp bánh không bán. Ai ăn ăn chuối thì bán bánh không. Khỏi dừng. Hết lá rồi nha, cho má lá đi nha. Cũng như là sao không mà hai cũng như mình bánh bánh mì mì cộng. Hấp mì mì cộng. Nhà bánh cũng chín luôn nha. Mình sẽ vớt ra nha. Nè, ba nhắc qua đây đi con gấp ra mầm. Nhắc xuống chắc vô mầm. Hấp lại dĩ nhì. Không biết. Ôi mày bánh nó bự nè. Bự ghê luôn á, chắc chồng chồng lên. Ngon lắm cả nhà ơi. Vừa nóng nè, ngon. Cái này nóng nè. Ừ. Có ai mua không? Ăn liền ngon. Nè, ngon lắm nha. Chú Ba ơi, bác Năm ơi, có bánh này nè nghe. Mấy cái. Chính rồi. Ba cái 10.000. Mua này nhậu cái dĩa thì lột ra luôn. Dĩa con lột ra luôn không? Lột ra chơi nó cốt lên luôn ăn luôn. Ba cái phải không? Nè, lấy dĩa luôn nha. Ba cái cần. Nhưng mà lấy dĩa lột ra cho nó cốt luôn nha. Rồi, rồi. Dạ rồi. Mận qua đây luôn ha. Rồi, rồi lột lát ship qua bên ta bảnh luôn. Chứ mượn gì? Trời ơi, một mâm luôn. Mâm luôn rồi đó. Giờ tiền ấy xong tiền lột qua luôn. Chuối không biết có đỏ hay không đây. Chuối chứ không đỏ, không mùi. Nó chưa có mùi, với lại mình làm mình ướp chưa có thấm mà nó không có bằng mình để qua đêm nó thấm. Dạ. Đây. Rồi giờ chú Ba mở hàng nghe cả nhà. Giờ tiền với Mai chắc vô cái đi. Bừng bừng rồi đang chắc tiếp cho nó. Chết thì là hết, đúng rồi. Bánh này thì ăn liền nó mới ngon. Nóng quá. Nóng quá cả nhà ơi.
bánh mới vừa ra lò luôn cho nên là nó hơi bị ngon nha. Dạ. Nguội lại nó mới dẻ. Ba cái 10.000 cả nhà. Chèn cốt lên luôn đây, cái chảo nước cốt nãy giờ thì tiền thắng rồi cả nhà. Cho lên luôn. Đây. Đây mà chăm chú. Hai thằng kia là thiếu làm đây. Rồi cảm ơn em Út. Dạ rồi cảm ơn chú ba. Dạ còn bên đây nhỏ nè. Dạ bánh pha mì á, bánh mì chuối 3 cái 10.000. Bánh vừa bự vừa bự vừa bự. Cái gửi cũng được luôn. Nè ba vô hộp giùm con đi, con vô nước cốt mới vừa nóng hổi luôn á, ngon ghê á. Nè hối tiền kháo luôn không mà để nguyên. Thôi để nguyên để nguyên để nguyên đi, về chừng nào ăn thì ấy. Thôi đây vô bắt chị 2-3 10.000 chị đó 10.000 nữa nha. Chừng nào lấy con nhút bù trừ rồi gặp mặt đòi không gặp mặt chỉ đòi gặp mặt đòi châm. Đây cho con cái hộp với ba con đỡ dưới đây vậy rồi chặn lại để nó cốt nó đỡ. Bánh là 2 cô nương mua phật đậu đây gửi chị. Dạ em cắm tay bên kia đi, tay bên này đi. Rồi đây. Rồi, rồi con cảm ơn nha. Mua nhiêu? 20 phải không? Nè ba, ba để bên đó là không? Kiếm kia đấy. Nữa 10.000 nữa hả? Nó cốt nhiều. Cốt nhiều cũng chịu à. Là 30 mới nghe tiền nhân cốt em. 10.000 nhân bịch, 10.000 nhân bịch. 10.000 nhân bịch nó cốt đây nè. Đang nó bụng á. Ăn này ngon lắm nè, bác Năm ơi. Chị nhé rồi nữa. Chị Nhí hôm nay hôm nay hôm về rồi đó. Chị Nhí chở nước súc bên nhà nữa. Có không? Có. Hôm nay có xúc xích nữa hả? Mà chút nữa lội xuống hầm rồi đó. Dạ, có xúc xích đây ngoài em bắt. Ngoài quýnh con xúc xích kìa. Xúc xích. Quên tự. Bỏ này vô đi, bỏ bánh vô bọc. Bác Năm mấy cái bác Năm ơi. À, bé này 10.000 lấy trước đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn nha. Mình bán mình kêu người ta cảm ơn thế bói. Thế mèo. Bói đâu quá. Tụi nhớ bói thì tụi không nhớ mèo. Mèo lì cũng không nhớ mèo. Nhớ mèo. Bánh nào nó to bự giống bà ba. Ủa này bà ba tự làm cái gì vậy? Ừ, bà ba tự làm. Bà mà giỏi lắm, bà ba mày gì cũng làm hết trơn á. Làm được thì ngon dở không biết. Chừng nào mẹ con ờ tự làm đi mẹ mình làm quá suốt ngày mẹ con làm không nghe không bà Năm. Bà Năm thấy con gái chưa bà Năm? Cốt nữa không cái bệnh cốt nữa 30.000 hả? 20 rồi đó, 10.000 ấy ra đưa rồi 30 còn nhỏ đó 20 đưa hả? Bệnh cốt rồi đây này bà Năm 10.000 đó nè này nè đó hai bệnh cốt nha rồi, bác Năm 10.000 phải không? Ông Út ơi bánh ông Út ơi bánh phi mì bánh mì chuối bánh mì chuối phi mì không hỏi lên kêu bốt lên ngon ghê luôn á bác Năm nãy con ăn thử một cái rồi bật dạ 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 gió nó bay quá luôn dặn cái bánh lại điện cô ho rồi lên cô ho rồi có ăn không biết ho bỏ rồi, rồi đây cảm ơn nha bác Năm.
Hai ơi, mua bánh bà ơi. Nè, hém ba đem này qua bên đó đi. Hai ngủ rồi, hai mua bánh. Bà cá nhiêu mốt? Cá 10 ngàn rồi. Rồi 10 ngàn. Dạ. Mày đi kêu lớn nữa không mốt? Hai kêu lớn không? Ai đi tạm biệt vậy? Trời ơi, mới bắt cái trà rồi mà. Vậy hả? Đâu? Mới bọc bọc lưới rồi, kéo lưới rồi về bán đi. Mình đi cắt trà nữa không? Đi ra trà nữa không? Bố. Bạn này nó chắc. Gì hả? Ăn hút chắc. Khởi lên cốt. Chút chú ba vô. Là mình mới khui chua chắc trà đó phải không? Rồi, ngon ngãi luôn. Cảm ơn em Út. Ừ. Xe kìa mấy đứa à. Xe cao quá, con chạy được không? Dạ, ba cái 10 ngàn. Hỏi chị, hỏi chị Ho đồ có ăn không? Lấy chút 10 ngàn nha. Dạ. Bác ba, bác cũng mua bánh này nữa nè. Hồi nãy ba dặn rồi. Ai? Bác ba con hả? Ừ, chùa bà ba. Gì hả? Bác mới làm là có bả rồi, mượn khuôn bả. Mượn cái đầu bào á. Hả? Mở mới vô kìa. Rồi, đây. Rồi. Rồi, cảm ơn nhé. Bán giờ cũng mấy chục ngàn rồi đó nghe. Bộn bộn rồi đó. Dặn cái bánh luôn. Mẹ con lộn ăn bánh không? Ngủ hết rồi hả? Gia đình gì mà ngủ sớm dữ à? Đi 7 hiếm 3 ơi. Bán 10 nghìn. 10 nghìn nha. Ăn liền không? Thôi để vô đi. Để vô luôn ha. Hơi liền đó. Ăn liền nè con lột, con chay nó cốt luôn. Chay nó cốt lên. Để nguyên. Bánh mới nắp nó nổi nè. Nổi vậy. Bây giờ bán như nghe nhạc. Nãy giờ nó có mà tôi tưởng là cộng. Tôi bà cộng rồi bán không được bả à, nhờ mày bán được bả. Cộng ăn hoài ngán, lâu lâu đổi mới. Rồi đến 7 luôn. Hém ba nhiêu hém ba? Luôn. 10 ngàn luôn ha. Dạ. Nóng nóng rồi hai ơi. Bán cho một cái. Dạ, ăn cái được rồi. Cái 5 ngàn. Dạ, cảm ơn em ba. Nóng hổi luôn nè. Lên đến nó bay cho học. Đi đến được ăn hàng, đừng ai được không? Chưa. Dạ. Cho đồng cao kê đi. Bán rẻ luôn, mấy ăn ca luôn. Ca đi rồi ra mãi ca trước lắc ca ra ca sao. Rồi đây. Cái nào nãy 5 gói ta? Đi cắt lọt sắn hả? Ồ trời cắt. Điếm, bắt điếm lộn. Điếm lộn mà đem 4 cái cho mà 5 luôn. Đây. Phật lộn, phật lộn, phật lộn. Không sao, không sao. Có bọc. Bỏ nó rớt ngoài. Dạ. Rồi, cảm ơn nghe Năm. Cảm ơn nghe Năm. Ngoài đem mua nhiều nhiều, ngoài đãi mày ổng. Bà sáu. Béo ngậy luôn. Bánh phải nè. Ăn no lăn lên lúa. Bánh hai ơi.
Nhiêu hai? 10.000 á. Dạ. Bây giờ cũng chưa hả? Về nằm coi mấy đứa nó chơi đó, chứ cũng chưa có gì. Cũng chưa có sao đâu. Ai ra vậy nữa. Dạ anh ngồi đi làm á. Giờ nghỉ làm công ty vậy thôi. Bằng gãy vậy. Hai già vẫn bằng gãy. Vợ nhà vẫn già đi. Cảm ơn nghe hai. Ô mình bán này 10.000 không ta? Chế 10.000 không, ba cái 10.000, ba cái 10.000. Không, ô được chục tấm gì bà hai ơi. Quá im. Còn mớ nữa hết rồi. Bán nãy giờ nữa. Biển kêu mẹ mua bánh nè Biển ơi. Hơi bị nhiều rồi. Nhiều khó đã cột không được rồi đó. Cột không được rồi. Cái này bán chạy. Bán bằng biến chạy rồi. Cái này yếu rồi. Vừa qua Tết nha, đêm tuổi nha. Thôi, không được rồi. Hết chạy đi. Xếp lại chút nữa đi. Cái bọc nó hơi bị ấy nè. Bị dính cái nó nhớt không? Dính cái nó bị nhớt liền. Bọc này bự bọc hơn. Bự thì lợi, bỏ nó vô luôn. Ai giờ này hát karaoke mà tướng sĩ, quân sĩ, quân lính gì tầm lum. Mà muốn nhá như như cần đi kiếm trình đi để nhiều quá hồi khó buộc. Nãy vừa ha. Vô. Vô. Cảm ơn hai luôn. Cảm ơn hai. Lấy xài dùm cho bả rồi con lấy ra con đi cho mất tiền. Vậy không có nhà hả? Bả kêu cho con bọc. Còn cái ra còn bọc luôn nữa nè. Dạ. Kiếm sáu đi bán rồi. Chiều chiều xuống đi. 4 triệu á. Không phải bả kêu đi xuống gặp con bả lấy về. Rồi con mới đi học hả? Con mới đi học hả giờ? Rồi cảm ơn nghe vậy. Cái xoài còn bọc vừa. Rồi về lối mở đây rồi. Dạ. Nga đi học không mà không có. Sao nó kêu qua ở nhà chứ? Tới xe mời. Dạ rồi. Chị có bán 10.000 ba cái. Mua 10.000 chứ mua nhiêu giờ vậy? Bo ơi, kêu mẹ mua bánh bo ơi. Hết bịch rồi em ba hai cầm nhìn được không? Bỏ đây. Hả? Dạ. Bỏ. Rồi, cảm nước ơn. Cốt nước cốt rồi. Đi đâu quá vậy chị? Đi lên đây thôi. Dạ. Yeah. Em đang đi lên đây em chị nghe xong cái đầu mình rồi. Bán kem kìa, bán cà lem. Rồi đây em gửi luôn. Rồi, thói tiền luôn. 1,
2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi. Cảm ơn nha. Một, hai, ba, bốn, 40.000 nữa hết. Bánh nãy ba có mua chưa? Mua rồi hả? Ba cái 10.000. Lấy ba cái. Dạ rồi. Mà bán kem này bán ngon quá. À, không hết rồi nha. Quên 10.000 luôn hả? Khang với con Miu đi đâu vậy? Cái tóc hả? Rồi đây, cảm ơn cô Hảo nha. Thôi là 10.000. Rồi, cảm ơn luôn. Đổi 50 hả? Mấy ly bên đó, mấy ly? Một ly, một ly 10.000. 40 nè, 50. Rồi. Mẹ khát nước rồi. Khát nước thì đi uống nước. Nước đâu. Nè, kiếm qua bên bà Sáu dặn nước lọc vô đây uống. Dạ, 10.000. Nhà dôi mới có nhà dôi chứ con gì đâu có việc có nhà đâu. Bỏ tập tập lên nhà chi kim nhà dôi. Khế mua mẹ đâu rồi, có lên mua bánh không? Vậy mẹ lên mua bánh nè quê, vậy ba mất ới rồi. Bánh bột không phải. Dạ rồi. Lọc luôn đi. Lọc luôn hả? Ăn liền ha. Thôi ngà con xách vô trong luôn đi ngà, hết cái bọc bảy rồi ngà nè. Tầm tiền đi. Ủa ta không đổ mà làm đổ thường mà đó. Tao á đồng bộ là tại sao vậy? Xách hết trơn rồi nè. Nhắc rồi. Hả, à, mắt đấm mà biết rồi đó, nãy tao điểm rồi á. Nè, là tiền của tôi nha. Tôi không biết. Bỏ vô đây cho bả đi. Lọc ra luôn. Bánh đụng đỉnh rồi. Giờ này nó nguội lại lột nó dễ nè. Ờ nấm nó lột. Nóng lột nó dính. Còn dính. Nè ba. Cho đến ba lấy cái này hả? Còn 10.000 nữa hết rồi. Cái lọ bẹp nó đó luôn. Bánh gì ba ơi? Nó không được sung trong mình. Còn 3 cái nè. Rồi còn 3 cái thì vậy đó. Được. Lọc luôn không lon? Lọc luôn ha. Lọc nó là 5.000 nha. Lọc chứ. Ăn lời thì sợ. Ăn lên bên đây nè, nó lọc quá. Ăn lời vậy nói. Ồ, vậy đó. Lâu quá ăn lời. Nãy giờ đâu ai lọc đâu, có nên hai bà lọc ăn lời chơi. Đâu không có bán. Lột bánh con ta chưa nấu nè. Nè thấy không? Nè thấy không? Bà lâu. Gỡ để vô cho bà. Bà ăn đi. Đây. Rồi cảm ơn nhé. Tiền ở dưới kìa, ở dưới kìa. Chị ba lột luôn hết chị ba. Phạt đồ, phạt đồ. Ta lớn nó phải cao rồi. Nổi kỳ. Ông sida teo. Dạ. Giờ kêu bà nó bắn hết rồi. Màu vàng à, đẹp ha. Dạ. Cái này là phải mì nghệ. Bởi vì nó có cái màu vàng vàng. Đây.
Nào bà đi chơi không ăn, bà không bán được bà hai. Đây. Muỗng nó trọng quá chị ba. Hết rồi. Còn ở trong gỗ đó mấy năm. Trong gỗ đó. Rồi. Bán nữa thì cho nhường đó. Hết trơn rồi cả nhà ơi, bên kia thì làm để mà chừa cho mấy cô có bánh 50, 200, được 230 ngàn. 230. Là không ba? Là vài chục quá. Dạ là chục. Dạ, giờ tiền người với ba cũng xuống dưới đô tại đây nha. Hẹn lại bà con chú anh chị với đôi sau. Bye bye cả nhà.